From the principal to all teachers. Từ hiệu trưởng gửi đến tất cả giáo viên. I have recently received several complaints from parents. Tôi gần đây đã nhận một số lời phàn nàn từ phụ huynh. About teachers being late for class. Về những giáo viên trễ giờ lên lớp. As you know, school policy is for all teachers to be in their classroom 5 minutes before the start of the lesson. Như bạn đã biết, quy định của nhà trường là tất cả các giáo viên phải có mặt trong lớp của họ 5 phút trước giờ bắt đầu của một tiết học. This is a good example for our students. Việc này làm gương tốt cho các em học sinh của chúng ta. We cannot expect our students to be punctual if we are late ourselves. Chúng ta không thể nào kỳ vọng các em học sinh đúng giờ trong khi chính chúng ta lại đi trễ. All teachers must observe school policy. Tất cả giáo viên đều phải tuân thủ quy định của nhà trường.